biết đâu sau chị với em lại thành cặp thì sao? Đến cuối chương trình thì đấy, chị mới bảo là thử không. Chuyện không nhiều nhưng mà cái sự bất đồng giữa hai đứa mình nó có khoảng cách. Và thiệt sự là anh vẫn muốn kiểu như nói chuyện, bắt chuyện với Nhi, nhưng mà những cái bắt chuyện của anh đều bị từ chối hết. Anh nghĩ đúng rồi á. Trường nửa đùa nửa thật với Nhi là anh yêu em. Nhân thì bất ngờ nói với Lệ rằng em thích chị. Và dù dự có đang theo đuổi An, thế nhưng An lại công khai mình có ấn tượng với riêng Trường. Tình duyên của Thảo có vẻ lận đận khi liên tục bị bỏ rơi bởi những người cô từng ấn tượng. Chuyện tình cảm của các thành viên Love House mùa 17 đang có rất nhiều những chuyển biến mà không ai lường trước được. Thế nên, mời các bạn hãy cùng theo dõi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo. Sau khi tạo ra cuộc hẹn trên app Speak Couple, An đã có người đồng ý hẹn hò. Xem ra cô nàng khá mong chờ cuộc hẹn này. Bốn bạn nữ thì sẽ có một bạn để ở nhà, thì mình nghĩ đó là mình. Mình cũng đang trong tư thế là trùm mền để mở nhạc cũng chiêu chiêu để chuẩn bị ngủ rồi. Khi mà được Trường chọn là đối tượng đi hẹn hò với Trường á, thì mình cảm thấy khá là bất ngờ. Chị có muốn đi chơi với em không? Đi dạo vòng quanh này. Ôi, nắm tay gì? Đi. Không nắm tay người ta luôn. Đưa tay, đưa tay. Nhây. Nhây xỉu. Lâu rồi chị chưa nắm tay ai đúng không? Ừ. Em thấy tay chị run run run. Run run run. Biết sao không? Lạnh. Ừ, lạnh. Ừ, lạnh xỉu cơ. Thế là lâu rồi chị chưa yêu ai đúng không? Không hẳn là lâu lắm á. Thế chị có ngại nếu em hỏi cuộc tình gần đây nhất của chị là bao lâu không? Không, mình như chị em tâm sự với nhau chẳng hạn. Không, nhưng mà kết thúc thì đầu tháng 12. Chị cao thêm 20 xăng đấy em. À 20. À rồi. Thôi chị, duyên nó đến thì nó đến. Ừ. Chị cũng nghĩ thế. Chị thật sự không nghĩ là em chọn chị luôn á. Chị bất ngờ á. Ủa, chị chọn nói chuyện vui. Không, nhưng mà chị tại vì biết đâu lại hợp ra. Nhưng mà chị có kỳ vọng với em, hiểu không? Khi mà em chọn chị như vậy á, chị sẽ có kỳ vọng, hiểu không? Chị muốn em cõng chị không? Thôi, chị nặng lắm. Không sao? Không, chị nặng lắm, thật. Không sao? Thật, cộng không, chị... không, nặng lắm. Không á? Chị nặng lắm. Thì chị... thử cõng em. Nhưng mà... Lâu rồi chị chưa được ai cõng đúng không? Không lâu lắm. À, không lâu lắm à? Thôi đấy, cho em cho chị lại cõng á. Cậu ơi, cậu cao lắm, cậu cao hơn tôi nhiều. Sao mà lên? Ê, tôi nặng lắm á, thật sự. Nhảy lên. Nhưng mà chị... Thì chị nhảy lên. Nhảy sao mà nhảy á? Ui da. Ờ. Trời ơi. Thôi, tao sự em nghe coi nào. Ui, như vậy em mệt lắm, vừa cõng mà vừa nói mệt lắm cơ. Thế nào em mệt em vứt chị xuống. Alo. Alo. Thì có gì nữa. Sao bạn gọi là vứt, vậy là em sẽ đặt chị xuống. Kiểu thế. Thì em sẽ đặt chị xuống. Ừ, kiểu như là chị ơi em mệt quá, em thả chị xuống nha. Kiểu thế, mình phải nói như thế, hiểu không? Chị nhớ con thả tính không? Thả tính gì cơ? Cái này mà, à. Gánh cả mặt trời trên lưng sao em không mệt đấy. Em à, em lại dùng câu này với một người rồi. Cắm đi, cắm đi. Trời ơi. Không, được wow. Mà, được mà. Anh nghĩ đó bình thường mà, được mà. Em có thấy mệt không? Bây giờ anh thử cọc cả thế giới trên vai anh có thấy mệt không? Cho xuống, cho xuống, cho xuống.
Ê, chị thấy là cũng dài rồi đấy, em cho chị xuống đi. Chị chị em lăn đầu rồi đấy. Cho chị xuống đi. Đấy. Vậy đi. Em lâu lắm rồi em mới có cảm giác mà nắm tay của bạn nữ rồi đi trên đường như này ấy. Nó kiểu chiêu chiêu gì đấy. Này, chị đã nghĩ cái trường hợp mà em với chị quen nhau chưa? Chưa không? Thử không? Em cũng chưa nghĩ đến. Mà thử không? Để em suy nghĩ đó. Con gái người ta đã nói tới thế rồi. Biết đâu sao chị với em lại thành cặp rồi. Đến cuối chương trình. Thì đấy, chị mới bảo là thử không? Thì mới hôm mai mà. Biết đâu hôm sau cái lại em đi với người khác. Wow, yeah. Chị ấy. Chị làm gì mà có người khác được đi. Điên à? Điên. Chị cõng em đi. Cõng em đi. Em trêu đấy. Nghĩ gì? Định làm thật hả? Đấy. Vui nhỉ? Chị thấy vui không? Chị không, chị vẫn đang không tin là em đi với chị, em hiểu không? Cho em bằng anh đi. Anh hả? Em thích người hơn tưởng em bằng anh ấy. Tại vì cảm giác như là em sẽ không bị trẻ trâu nữa, không bị trẻ con nữa. Chứ bây giờ cứ thằng bé. Anh. Chị gọi em bằng anh. Từ mai nha. Nhớ nhá, hứa đi. Hứa nhá. Ngày mai em còn phải kêu trường bằng anh nữa cơ. Tự nhiên em đi móc quéo nó làm gì không biết. Sau cái buổi tối đi nói chuyện với chị An thì mình đã hiểu chị nhiều hơn. Bản thân mình thấy chị khá là thẳng thắn, đáng yêu này. Kiểu chị nghĩ thì chị nói đấy luôn đấy. Và mình rất là thích những người thẳng tính. Em không nghĩ là Trường vẫn thích em đâu. Em nghĩ Trường vẫn thích Nhi cơ. Mình rất là thích nói chuyện với chị An. Tại vì hai chị em nói chuyện rất là hợp. Cho nên khi nắm tay nữa thì mình rất là vui. Cùng lúc ấy, Nhi cũng có cuộc hẹn. Sao mà anh chọn em? Sao ta? Tại vì hồi nãy, như hồi sáng thì anh vẫn nói là anh mong em cho anh cơ hội để mình nói chuyện với nhau, có thể tìm hiểu. Nên là anh chọn em thay vì Thảo. Còn bực anh chuyện đó hả? Cũng còn hơi. Nghĩa là anh cũng muốn hiểu thêm gì như thôi. Tại vì thực sự là từ đầu đến giờ mình nói chuyện không nhiều, nhưng mà cái sự bất đồng giữa hai đứa mình nó có khoảng cách. Và thực sự là anh vẫn muốn kiểu như nói chuyện, bắt chuyện với Nhi, nhưng mà những cái bắt chuyện của anh đều bị từ chối hết. Anh không biết là có phải là vì anh làm như vậy với Nhi nên là Nhi... Anh nghĩ đúng rồi á. Anh mới bị mỗi lần anh bắt chuyện với em mà anh không nhận được cái sự đồng ý của em thì anh cảm thấy sao? Không, tại vì thực sự anh cũng không nghĩ là Nhi suy nghĩ nhiều như vậy. Nhi lớn hơn so với cái mà anh nghĩ ban đầu. Thực sự là nhìn vô thì thấy Nhi với Trường có vẻ rất là đôi. Nãy anh đánh đàn thì anh có để ý mọi người thì cái lúc mà Trường hát cái bài đó thì Nhi có vẻ như Nhi rất là thích. Thì anh cũng anh nhìn như vậy thì anh cũng thích như vậy. Kiểu như
mình cũng hát như vậy mà cũng không có cô gái nào nhìn mình giống như cái cách mà Trường làm được. Sau cuộc hẹn này thì Nhi đang làm cho mình cảm thấy mình muốn chinh phục Nhi nhiều hơn. Lý do là con gái thường thường họ mà khó chịu thì họ sẽ ý là họ đối với người mới thì họ sẽ dễ dàng lướt qua được, nhưng mà mình đang không hiểu là tại sao đối với mình Nhi lại bị thù dai như vậy. Cũng có lúc Huy hỏi han hay là này kia nói chuyện, nhưng mà nhiều khi mình cũng hay bị lơ Huy nên là cũng cảm thấy hơi có lỗi. Và khi mà Nhi nói chuyện với mình thì mình đang cảm thấy là nhiều khi có thể mình đang bị sai ở cái chiến lược này. Ví dụ như Trường và Nhi thì họ đang chọn đúng đối tượng với nhau và họ đang chỉ tập trung cho đúng đối tượng của mình thì ok, thì cái kết quả mọi người cũng đã thấy. Thì nhiều khi mình vẫn còn lông bông như vậy. Mình học hỏi được thêm rất là nhiều điều và mình cũng không nghĩ là một cô gái nhỏ bé như vậy mà lại có một cái suy nghĩ rất là ok. Tối nay, các thành viên lại tập trung trong phòng nam. Mỗi người sẽ có một vài lá thăm để ghi những thử thách do chính các bạn nghĩ ra. Và trò chơi đâm hải tặc lại được sử dụng để tìm ra người nhận hình phạt. 2, 3 xong. Em à, hôm nay sao á? Nay em sao á? Này mất nhân phẩm rồi. Cốc lá của em đi anh. Cho em miếng nước là sao? Em không chịu đi. Bị ấy nắm tay người bạn ấn tượng nhất cho đến khi lượt chơi mới kết thúc. Kiểu này là ngày nắm tay hay gì á? Cho em đã chỗ. Xong đến ai? Ui. Và đây là ui. Trường. Ủa còn mấy ta? Còn mấy vé vậy? Còn 2 nè. Ôi đừng có nói 3 nha, đừng có nói 3 nha. Chí chân em nè. Chờ 2 thôi đúng không? 2 thôi à. Nhắm mắt rồi. Tỉnh tâm. Rồi. Trời. Con đây. Đập lên. Chữ của ai vậy? Của chị. Đâu? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nắm tay nữa hả? Nắm tay một bạn ít ấn tượng nhất. Cái này người ta cho nắm tay. Bạn mới. Trời ơi, sao cái sổ nắm tay nhiều dữ vậy trời, tham lam quá vậy. Lấy cái giường. Đúng rồi. Sao? Sao em? Như thế em cá nhờ. Hôn trên 6 điểm bất kỳ trên người một bạn nữ kể bạn. Không. Hoặc cái kia. Chị chơi mất hôn 6 bạn nữ 6 điểm đúng không? Tới trái tới phải. Trái tới phải. 6 điểm. 6 điểm. 1. Thấy chữ to rồi tôi biết em. Chơi hôn chán nhá. Ừ. 3. 6 điểm nữa. Chị à, ra chân. Thôi đừng có thiệt chân. Trái. Má phải, má trái, trán, mũi, cằm. Cằm mày, lông mi. Tóc rồi hả? Cằm, mũi. Cằm. Hơi cổ. Cổ tay. Cổ lông. Chị mới ăn hôn đâu. À, má. Bà khoái lắm. Ôi thương. Bà khoái lắm. Đối với tâm lý của một đứa mà mình đang có cảm tình với một cái người đối phương thì khi mà Trường thực hiện cái thử thách đối với mình á thì mình cảm thấy cũng có cảm giác hơi thích. Cái cảm giác thích thôi chứ cũng nói chung là thích cái cảm giác đó. Nói gì nữa? Cái gì vậy trời? Bóc ra 2 thử thách của mình. Ừ, của em luôn ấy. Hai cái của em luôn. Đọc đi. Bạn và bạn và chọn thêm một bạn nữa bên phải bạn đứng dậy trong vòng 5 phút. Hôn lên 6 điểm bất kỳ trên người bạn nam. Stand up clean. Tốt vậy mà cũng dính. 6 điểm. 16 nha.
16 đúng 16. Phải. Hay phải. Vậy là phải hôn tới 21. Trái. Không, trái. Má phải má trái được đúng không? Được. Được. Nãy anh mấy rồi nhỉ? 1 2 3 4 5. Thôi. Đã hết ngay mà các thành viên nữ vẫn chưa thực hiện được thử thách do chương trình đề ra, và hình phạt cho các cô gái là mỗi người phải bóc luôn hai thử thách và thực hiện. Bóc đi nào. Ôi là trời. Tôi đứng mỏi chân này. Trời. Làm mối. Làm hai cái nữa. Trời. Alo. Cái này cười chết luôn ấy. Trời. Để em xem nè. Cái gì vậy? Ủa sao cái này mọi người ác quá vậy? Cái này được, cái này thì được. Nằm ôm trong 30 giây. Thôi. Nè. Con của em á là bạn nữ nằm xuống dưới đất, bạn nam thích đất chạm môi. Ủa? Chạm môi hả? Làm cái. Ủa? Chạm môi luôn hả? Hôn môi thiệt luôn hả? Sao cái thế là kỳ quá vậy trời? Có dí là chạm mũi chứ không phải là chạm môi đâu. À chạm mũi nha, chứ không phải chạm môi nha. Đâu, đó là do mọi người. Đó là do mọi người mà. Đó là chữ xấu mà. Ai biết xong để xem. Ồ. Xem. Hãy hướng rồi, trời sao quá vậy. Trời nó miếng. Ủa mấy cãi, muốn cãi năm rồi, năm rồi. Ngồi đen chân đối diện một bạn nam. Bạn nam, bạn thích. Ừ, người mà bạn thích á. À rồi nhớ, biết rồi. Chị ngồi với ai? Thích ai nhất? Còn ai nữa? Người ta nhìn như thế này rồi. Chết rồi chị ơi. Sao mà chế? Dính rồi. Thì kệ. Thử thách bắt đầu. Ủa này nhìn thôi hả? Của chị nói là con. 5 6 7 8. Tại vì tiêu âm thanh vậy trời. 9. Tiêu một bài là lãng mạn được không? 11 12 13 14 15 tự nhiên ngại. 16 17 18 19 20 21 22 23. Được, nhìn xong phải lẻ luôn. 26 27 28 29 30. Cảm ơn bạn. Cảm ơn em. Em đã hô giúp chị. Không có gì đâu chị. Một là nhìn vào mắt và nắm tay 30 giây, nói cảm nhận người bạn chọn muốn cùng thử thách. Rồi nắm tay. Rồi nhìn vào mắt đối phương. Cảm nhận nữa nha, nói cảm nhận nữa nha. Có muốn nhạc ủa là nói cảm nhận trường luôn hả? Không, ý là sau khi nắm tay xong á thì nói cảm nhận. Đếm cho. 1 à 5 6. Bây giờ chị nói nhiều rồi đúng không? 7 hiểu đúng không? Vậy thôi nha. Ok. Hiểu đúng không? 12 chắc chưa? Hiểu. 13 nãy giờ chị nói cái gì? 14 đấy. 15 là phải đấy. Thì nãy giờ hai đứa mình nói đừng có rung gì vậy. Nãy giờ hai đứa mình nói cái gì lúc mình 20 21 em mày em sao nhớ em như nào 3 đấy 4 25 26 anh nhận 7 8 1 2 3 4 30 mà 5 Ủa vậy là hút rồi đó hả? Hút rồi đó. Không biết xin lỗi. Thì lại tưởng mới bắt đầu thôi. Thì đó là chị nói cảm nhận nãy giờ đó. Ủa không nghe, không ai nghe. Không nghe cho xin. Không ai nghe luôn. Lại thì là vậy đó. Thì sao? Em hiểu đúng không? Em không nhớ, em thề luôn. Này không biết gì hết đó, thề em luôn. Em cố tỏ ra là em hiểu nhưng mà em không nhớ cái gì trong đầu luôn. Thật ra là em hiểu. Ủa nhưng mà không hiểu luôn. Anh đây không hiểu luôn. Ba chữ thôi, chị thích em, chị thích em. Không. Okay. Cảm nhận I like you. Feedback này mạnh quá. I like you. Khi nãy khi chơi trò chơi mà nghe câu chị An bảo là chị thích
thích em thì khi đấy kiểu tim mình như kiểu đập luôn ấy. Mình không xác định được đấy là rung động hay là như nào, nhưng mà lần đầu mình được nghe câu nói đấy cho nên mình khá là thích và hơi ngại ngùng nữa. Kiểu lúc đấy mặt đỏ hết lên. Rất là đáng yêu. Thì nhờ cái buổi đó nên mình cảm thấy là thì trường khá là thú vị, cũng có nhiều thứ để tìm hiểu. Thì mình cảm thấy là mình mến trường. Vậy dùng từ mến mới chính xác, mà tại hồi nãy kiểu hồi hộp quá nên mình cứ chị thích em như vậy, nên là nó cũng hơi, mình cũng thấy là hơi bị khẳng định quá. Nhưng mà thật sự á là mình mến trường nhất. Nắm tay người chơi bạn ấn tượng nhất cho đến khi lượt chơi mới kết thúc. Hai lần. Lại là em à? Ừ, lại là em đấy, chiến hữu. Wow, cái thử thách em hơi dài. Ý là nằm ôm cho 30 giây. Ai ghi thử thách như vậy? Ai ghi vậy? Trường chứ ai? À, Nhân chứ ai? Nhân đúng không? Không. Tất nhiên là không phải anh rồi. Nhân tự học đi. Vậy là hai cái nào nữa thôi. Thôi anh đợi em hỏi tới anh thì anh mới trả lời với em. Hỏi ai ghi vậy, anh đâu biết hỏi ai đâu. Cái mặt anh kìa, anh thì phạm đi. Ôm sao? Rồi, mọi người lên đây. Sao giờ? Em nằm ở ngoài, em xây vào trong nha. Làm sao? Như ở nhà ấy nhờ. Đếm nha mọi người. Đếm nhanh nhanh chút. Ui lại giờ. Tắt đèn mọi người. Tắt đèn cái. Trời quá. Ôi. Nơi hai đứa mình đi về để chuyến du lịch nhanh. Đếm đi. Cố gắng lên nhanh. Một. Sâu vào. À. 10 rồi, 10, 12, 10, 12, 14. Thôi có thịt nào em gác cho mình. 30 giây đúng không? Chứ em mệt quá thiệt, có thể em ngủ miếng nha. Nhiêu rồi mọi người? Bao nhiêu giờ? 1, 2. Ủa nãy giờ tụi em bị 3, lộ rồi. 4, 15 giây không ơi? 5, 6, 7, à 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 giây á. 16, 17, 18, 19, 20, 30 nè ba. 31, 21, 22, 23. Hồi nãy giờ chắc mấy phút rồi quá. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tiếp. 31. Đã lỡ đúng rồi đó. 30 giây thôi. Thì rất là ngại luôn á, nhưng mà mình phải ôm. Nhưng mà khi ôm thì thấy cảm giác cũng khá là lạ. Ngày hôm nay thì mình thấy ấn tượng với Huy. Nhưng mà tại vì chắc là do hôm nay mình với Huy nói chuyện nhiều, có tương tác nhiều hơn mọi người. Còn sau này, mấy ngày sau này thì chưa biết được. Rồi, tới Nhi mọi người. Súng cạn. Nắm tay Huy trong 5 phút với lại chạm mũi không chớp mắt 30 giây. Dạ. Là hai cái một người hay là muốn em ghi luôn á? Dạ hả? Vậy. Nắm tay Huy trong 5 phút. Ý là em nữa là một... thì gộp lại thêm một cái là vừa nắm tay Huy nè. Rồi nhưng mà chạm mũi nhưng mà cái kia muốn người khác thì sao được mà. Cái chạm mũi không chớp mắt chọn người khác được mà. Chạm môi, chạm mũi. Cứ môi hoài. Mọi người à, chọn người khác. Anh muốn làm với em không? Nhưng mà anh muốn làm với em không? Thôi không phải, em chọn ai làm cũng được. Người. Vậy thôi. À, hai người à? Vậy thôi, okay. anh trường nhiều rồi thì giờ cho Nhân đi ha. Em với Nhân cũng chưa có thử thách. Không phải là cho. Đấy không phải là cái sự cho hay là cái gì cả, mà đấy là anh là yêu thích đúng không? Đúng rồi. Nhìn này hơi cứ... Ủa? Cái gì? Sao nó cần quá vậy mọi người? Nhìn nó cần. Nó còn cần quá vậy mọi người. Mọi người chưa thấy trên mạng là khi mà nhìn gần... Sống tham lam nhờ nắm tay thằng này, nhìn mắt thằng kia. Cái cảnh này nó kỳ lắm. Cái này là khó. Kỳ quá hả? Spotlight, chỉ spotlight. Về 8 giây rồi nha mọi người.
Xin lỗi em nha. Ôi cái gì mà kỳ vậy? Không chớp mắt à? Ủa bao nhiêu à? Bây giờ để em lại khoan. 1 2 3 Chậm thế. 4 Nãy em 2 phút mấy? 5 Mỏi chân rồi. Chảy nước mắt luôn à? 7 Ai chảy nước mắt? Chảy điểm nước lên. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 Tiếp đi em đếm không ạ? 27 28 29 30 Cảm ơn em. Sau một buổi tối đầy tiếng cười, sáng nay các thành viên đã thân thiết với nhau rất nhiều. Lại ông anh nè. Dự rồi gì nữa? Dự dự rồi. Lê. Gì? À Lê quên. Cái gì mà nhớ Ủa? Dự Lê à? Không có chừng mới xong gần đây mọi người, đó là Dương Lê, còn bên dấu chấm là nằm bên đây nè. sau này anh mà thành một cặp với em, anh chỉ cần vẽ thêm một dấu chấm đây nữa là được. Dạ. Là khỏi luôn. Không phải lúc chia tay cái đắp mộ luôn. Sao anh chưa tới với nhau mà em đã nghĩ chia tay nữa. Nhưng mà em mà thích nhất thử thách gì? Em thích nhất thử thách thơm má chị An ấy. Ui má chị thơm thích cực đấy. Ừ thì bù 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 này ai chẳng thích. Ủa chụt. Ừ này, lần nào thôi cũng ra tiếng ha. Đãi hả? Ô ngại kia tự nhiên chị tôi ngại gì trời. Ngại đỏ mặt luôn kìa. Không thề, hôm qua đang yêu cực luôn ý. Thơm cực luôn ý. Kiểu chị cứ dơ má em. Chụt cả. Con muốn trời ơi mà ngại kia trời ơi. Sau bữa ăn sáng, An được phân công làm bếp cùng Dự. Đây là cơ hội tốt cho chàng trai lớn tuổi nhất sau thời gian dài vắng nhà. Anh, phòng Nam á có nghe là cặp đôi bí ẩn không? Hả? Phòng Nam á. Phòng Nam á có. Ai? Có nghi ngờ một chút về Trường. Trường hả? Nó có nghi ai nữa không? Bên phòng nữ nghi em với anh á. Vậy hả? Ừ, như vậy tốt mà. Thực ra là ở đây có em là tiếp xúc với anh nhiều nhất. Anh chưa hề có một cuộc nói chuyện riêng nào với một trong ba bạn nữ còn lại. Em đánh giá các bạn nữ thì sao? Ba bạn nữ còn lại. Ba bạn nữ hả? À, em thấy Lệ thì kiểu Lệ bằng tụi em mà Lệ trưởng thành hơn em nhiều á. Em bị ấn tượng với bạn khá là trưởng thành. Anh cũng thấy Lệ có trưởng thành hơn em á. Cái tính cách của Lệ. Chứ bảo em trẻ con đúng không? Ý ông bảo tôi trẻ con chứ gì, ok. Không trưởng thành thì cũng đâu phải là okay, trẻ con đâu. Ok. Nhưng mà trẻ con hợp lý là được mà. Đâu phải trẻ con một cách vô cớ đâu. Em nhiều khi em trẻ con, em nhiều khi cũng gọi hơi bướng. Nhưng mà bướng chịu được chứ không phải là bướng hư, phải bướng lì. Trẻ con ở mức mức trẻ con. Ừ. Mức trẻ con ở mức đáng yêu. Trẻ con ở mức đáng yêu hả? Mình mà tự nhận mình đáng yêu nó kỳ lắm anh. Không, anh nhận xét như vậy á. Dạ. Thì em chỉ cần đồng ý thôi. Dạ, em đồng ý. Cảm ơn anh. Em đã tìm hiểu được mấy bạn nam nào rồi? Đã nói chuyện riêng. Em nói chuyện riêng được với Trường hôm qua. Thì khi mà kiểu như là anh cũng thấy Trường ít nói đúng không? Mà khi mà hẹn riêng á, kiểu Trường nói cũng nhiều á. Thế xong em cũng thấy là ok, Trường nói nhiều cũng vui. Sau đó thằng bé nó bảo ừ, em cứ quên, em cứ kêu thằng bé hoài. Hello Trường, hai tụi anh đang nói về em á. Đang nói xấu em á. Chị nói gì em? Chị nói xấu hả? Chị khai đi, chị nói gì em? Thì em có gì xấu chị nói hết. Ok, em ổn. Em ổn. Em phải ổn thôi. Chết rồi. Có nào tham gia xong cái lòi ra em không biết nấu nướng cái xong rồi cái em ế luôn không? Chết rồi. Em mà ế thì để anh lo. Ôi trời. Không nhưng mà em thấy một con trai biết nấu ăn thì em nghĩ sao? Em thích. Em thích con trai nấu ăn lắm. Mặc dù em biết nấu nhưng mà em vẫn thích con trai nấu ăn.
Mà anh có biết nấu nhưng mà anh nấu không ngon. Nhưng mà có nấu là được rồi, có nấu là vui rồi. Em thích con trai biết chơi thể thao. Em thích coi được đi xem người ta đá. Kiểu như là khi mà anh có trận á, xong cái anh chở em đi theo, trời ơi, thề xỉu cái đùng. Tức là em thích đi cùng bạn bạn trai, người yêu hả? Dạ, kiểu chưa bao giờ em được vậy á. Ý ngầm đấy. Lần sau anh đi đi đá banh anh sẽ chở em theo. Chở em theo. Ok. Vâng. Hứa nha. Cảm ơn anh. Thì trong quá trình nấu ăn thì mình vẫn gọi là tiếp tục trò chuyện với An một cách khá là vui vẻ vì hai người cũng nói chuyện hôm qua cũng khá là nhiều rồi và cũng khá là hợp nhau. Nên là mình cũng cảm thấy rất là vui. Tình cảm nói để có cảm tình, cảm xúc giữa nam và nữ ấy. Nhiều nhất thì mình vẫn dành cho Tâm An. An hiện đang được cả hai chàng trai là Dự và Trường cùng theo đuổi. Nhân thì đã công khai tình cảm với Lệ, Huy đã chuyển hướng tình cảm từ Thảo qua Nhi. Câu chuyện tình cảm của Ngôi Nhà Chung mùa 17 sẽ còn nhiều biến động. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo vào tuần sau. Không để em một mình, một mình, một mình. Rằng người nơi đó tình yêu em như thế, chẳng đôi được như sai lầm. Cứ thế một lần nữa, còn tìm lại mong manh. Sẽ không phôi phai từng ký ức của chúng ta. Chờ sau vạt nắng mai, mình sẽ là gì của nhau.